Trọng kính Đức Ông, kính thưa quý cha, kính thưa quý vị trên, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em. Chúng ta tụ họp nhau tối nay dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt năm 2022 sắp sửa kết thúc. Thật cảm động khi nghe ca đoàn thiếu nhi Đức Mẹ Cứu Giúp hát cùng với tất cả cộng đoàn. Nghĩ đến từ xa xa, mẹ núi cuối nhìn xuống đoàn con ở dưới này, và mẹ nhìn vào lòng của từng người một. Mẹ cảm được những nhịp đập của con tim biết ơn dâng lên Chúa. Và chắc chắn mẹ núi cuối đấy đã dâng những lời cảm tạ của chúng ta mà chúng ta nói ra được bằng lời nói, và cả những lời cảm tạ mà chúng ta không biết nói bằng lời, chỉ có con tim rung động thôi. Mà Đức Mẹ hiểu, Đức Mẹ đã dâng lên tòa Chúa những tâm tình tạ ơn của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cái gì? Thường chúng ta nói là chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Thật đúng. Nhưng mà đằng sau những cái ơn Chúa ban đó, đó là Chúa. Đó là con tim của Thiên Chúa thương nhân loại, thương chúng ta. Vì vậy chúng ta cảm tạ Chúa trước tiên vì tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Các ơn nó là những cái diễn tả của tình yêu của Chúa cho chúng ta. Vì vậy cả khi không có ơn á, chúng ta vẫn cảm tạ Chúa như thường, vì Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Có một nữ tu kia, thường khi về nhà thì mua bánh mua kẹo cho các cháu. Các cháu nó vui lắm vì đón dì, dì là em của mẹ, đón dì về thăm và lại còn được quà nữa, bánh kẹo, thích lắm. Nhưng có một lần nữ tu đó về gấp quá, không kịp mua bánh mua kẹo gì. Về nhà các cháu nó vẫn vui như thường, nó đón dì chúng nó về. Thì dì ngạc nhiên hỏi: hôm nay dì không có bánh có kẹo mà sao các cháu cũng vui như thường? Mấy cháu nó trả lời thế này nè: chúng con đón dì vì vì chúng con muốn dì về, muốn có gì chứ không phải vì kẹo vì bánh. Vì kẹo vì bánh chúng cháu cũng có thể mua được, dì cho thì tốt, mà không cho cũng không sao. Chúng cháu muốn dì về nhà với chúng cháu. Đó là tâm tình tạ ơn của chúng ta. Và khi một con tim mà được tình yêu đụng chạm thì nó mở ra, nó vui vẻ, nó hân hoan. Cũng như những đóa hoa ban đêm trời lạnh, tối thì nó khép lại. Đến sáng sớm khi những giọt sương mai bắt đầu nhỏ xuống và rồi ánh nắng mặt trời lên, dưới sự sáng của mặt trời và sự sức ấm của mặt trời thì các đóa hoa nó mở ra, nó khoe cái sắc của nó. Nó được đụng chạm bởi ánh nắng mặt trời. Hay những dây, như những dây đàn, nó im lìm như vậy, nhưng mà khi được ngón tay của nghệ sĩ, của một nhạc sĩ đụng vào thì nó nổi lên một âm thanh và nó trở thành một cái giai điệu du dương làm cho ngây ngất lòng người. Thế thì tâm hồn của chúng ta, những người mà tạ ơn Chúa cũng giống như vậy đó. Chúng ta vui, vui trong cái sự an bình vì mình biết Chúa thương yêu mình, vì mình biết mẹ Maria là mẹ của mình, thương yêu mình.
Vì vậy chúng ta cảm tạ Chúa còn vì có những chứng nhân của tình yêu của Chúa cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta nhớ đến Chúa, nhớ đến tình yêu của Chúa, và giúp chúng ta hân hạnh, hạnh phúc chỉ vì biết Chúa yêu mình là đủ thôi. Chúa không cho cái gì cũng không sao cả, có Chúa là đủ à. Những chứng nhân đó nhiều khi là vợ, là chồng của mình ở trong gia đình, nhiều khi là ông, là bà, là mẹ, là bố của mình trong gia đình, nhiều khi là những đứa con ngoan ở trong gia đình. Nó đi đâu đang mãi chơi mà nó biết mẹ nó đang đau bệnh, nó bỏ chơi nó về. Đó là tình yêu của đứa con đối với mẹ. Nhưng mà đằng sau cái tình yêu của đứa con đó là tình yêu của Thiên Chúa đối với bà mẹ này qua đứa con. Trong sư vụ là giám mục cho vận những năm vừa qua, tôi được chứng kiến rất nhiều những chứng nhân của sự hiện diện và tình yêu của Chúa ở trong giáo phận chúng ta, ở trong các giáo xứ của chúng ta. Nghĩ đến có rất nhiều vị trong ban hành giáo âm thầm miệt mài phục vụ, chẳng cần gì cả. Nhiều khi làm hết sức mình còn bị chê, khả năng mình đến đó thôi, mà lòng của mình đó, đó là lòng muốn phục vụ Chúa cho những công việc chung cho cộng đoàn giáo xứ, mà miệt mài làm ngày không xong, tối làm tiếp cho xong rồi mới về. Mà nếu nói đến các vị trong ban hành giáo thì phải nghĩ đến gia đình của các vị đó nữa. Có các bà mẹ, có các bà vợ, các ông chồng ở nhà kiên nhẫn chờ đợi, khích lệ. Có những lần tôi đi thăm các gia đình có người đau yếu bệnh tật, vào trong nhà ba người bệnh, một bà phục vụ ba người bệnh, chồng và hai đứa con bệnh hết và bệnh liệt, và tôi thấy bà ấy vẫn bình an. Nếu không có sự hiện diện của Chúa thì làm sao có được cái thái độ đó. Cho nên tôi đến thăm gia đình bệnh đó để tôi yên ủi. Nhưng mà tôi, chính tôi lại được yên ủi bởi thái độ của bà vợ, bà mẹ đó và của những người bệnh đó. Gia đình tăm tối, điện không đủ ánh sáng, và tôi thấy thái độ của những người đó hết sức là bình an và vui mừng vì Đức Cha đến thăm. Mà họ không biết là Đức Cha vui mừng vì thấy họ vui mừng. Kể ra một vài cái dấu hiệu vậy, chúng ta cảm tạ Chúa vì chung quanh chúng ta có nhiều chứng nhân của tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng những chứng nhân đó, mà nhiều khi chứng nhân đó ở bên cạnh chúng ta, kiên nhẫn, hy sinh, âm thầm, yêu thương, không ta than. Tất cả đó là những dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Bây giờ chúng ta hướng sang năm 2023 sắp sửa bắt đầu. Anh chị em ao ước năm 2023 sẽ được cái gì, sẽ như thế nào? Cách đây mấy năm, ở bên Hoa Kỳ, ở tiểu bang Texas, một đài phát thanh mời gọi các em bé viết thư cho chú Hải Đồng, gửi về đài phát thanh để họ đọc cho mọi người nghe vào ngày Giáng sinh. Thì trong nhiều thư gửi về đài phát thanh, có một thư của một em bé tên là Ami. Nó viết cho Chúa thế này nè: thưa Chúa Hải Đồng, con tên là Ami, con được 9 tuổi. Con có một cái khó khăn ở trường học, Chúa có thể giúp con được không? Con bị bệnh
liệt lão nói ngọng, nói vấp. Đi học các bạn con chế giễu con. Con chỉ ước ao được có một ngày không bị ai chế giễu. Chúa giúp con được không? Con thương mến Chúa. Và nó ký Ami. Khi Đài Phát Thanh đọc cái lá thư này của em nhỏ này lên, nói lên một cái ước ao rất là đơn sơ, làm cảm động cả một cái tiểu bang và nhiều người khác ở trong các tiểu bang khác nghe cái Đài Phát Thanh đó. Và trong ít ngày, 2000 lá thư gửi về cho cái em bé này để yên ủi, để cảm ơn. Biết đâu trong chúng ta đây lại chẳng có người ước mơ năm 2023. Bà vợ nào đó để không ước mơ trong năm 2023. Con ước mơ được chồng con mỉm cười một lần với con, được chồng con nói một lời cảm ơn cho con. Biết đâu lại chẳng có những ông chồng lại không viết thư cho Chúa, lại Chúa con ước mơ năm 2023 khi con đi làm về mệt, không phải nghe vợ con phàn nàn, mà được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đón nhận con về. Con biết bao nhiêu ước mơ khác, rất đơn giản. Chúng ta hãy là những chứng nhân của sự hiện diện của Thiên Chúa cho những người thân của chúng ta, ngay từ trong gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, trong giáo xứ và với các bạn đồng nghiệp trong công ăn việc làm. Những ước mơ rất đơn giản mà nhiều khi không được đáp ứng. Chúng ta cầu mong để cho tất cả mọi người có thể nhận được những điều ước mơ rất đơn giản. Nhưng mà nhất là chúng ta cùng ước mơ một điều. Chúng con ước mơ trong năm 2023 này, chúng con được cảm nghiệm rõ ràng sâu đậm hơn tình yêu của Chúa trong mỗi người chúng con. Chúng con ước mơ được nhìn thấy mẹ nuôi cúi là mẹ lòng thương xót. Mẹ luôn luôn thương xót chúng con, xin hãy giúp chúng con ước mơ chúng con nhận ra được lòng thương xót của mẹ, là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Như vậy thì tất cả chúng ta, gia đình chúng ta, bạn bè hàng xóm láng giềng, giáo xứ chúng ta sẽ là những nơi hạnh phúc, bởi vì có nhiều sự hiện diện, có nhiều diễn tả, có nhiều chứng nhân của Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta và thương yêu chúng ta. Amen.